Batman nè, cô chú anh chị. Batman nhỏ này nè, cái tơ nè cô chú anh chị. Cũng cao 1m25 trở lên. Đây. Giờ quay tận cảnh từng con chi tiết cho xem nha. Batman tơ nè cô chú anh chị. Nghe, cái nghe rồi. Cái nghe lỡ. Sái đồ lên người nha, nghiêm chỉnh hết nha. Giá thì nó 20 triệu. Đây. Chân trước nè. Đây. Rồi còn con này là lạ cả không? Đó. Thế tàn là khủng không cô chú anh chị? Đẹp bò nha. Bò lông mưa đỏ, gạo lúng nè, yếm nè, đầy đủ nha. Chân trước chân sau là đẹp nha. Ai quan tâm thì nhớ liên hệ số điện thoại tôi màn hình nha. Thì thấy chương trình mình hay thì đừng quên đăng ký để xem những clip mới nhất từ bò nha. Nghe cái lách men. Đây. Chân trước nè. Dạo yếm đúng đầy đủ nha, chân sau nè. Đắt tốt bò. Đó. Bò này mua về làm giống mà ngon luôn á cô chú anh chị. Rất tốt, rất đẹp. Sái trán rồi nghiêm chỉnh nha. Chở sái lưng rồi. Đừng đi đừng đôi luôn á. Giá rẻ như cho luôn, 20 triệu thôi con bò này. Ai muốn là một sở hữu con bò này chỉ có giá 20 thôi nha. Rất rẻ nha chú anh chị.